Xin chào anh em đã quay trở lại nhóm review nhé. Thì những cái video lần trước thì nhóm mình đã có giới thiệu đến các bạn hai cái LED fan. Thì lần này về thì nó có sản phẩm, nó có một khác một chút. Hình dáng của sản phẩm có khác một chút. Và cái phần mềm nạp nó cũng khác đi một chút, thì mình sẽ giới thiệu lại. Đây là hai cái LED fan. Quạt cái chữ rất hay. Rất tiện cho anh em nào muốn làm quà tặng gấu, chạy dòng chữ tỉnh tò rất là gọi là đặc sắc, mùi mẫn gửi gắm qua quà lại cũng được đấy. Các nhiều anh em đã biết cái quà này rồi, mình sẽ nói qua thôi, mình sẽ thực hiện cài đặt chạy chữ ở trên cái LED fan này. Thì đây là cái phần mềm của nó, cái phần mềm mới. Thì các bạn có thể cài đặt phần mềm qua đĩa driver đi kèm. Nếu bạn nào mà không có máy tính mà không có cái ổ đĩa thì mình có thể có phần mềm này, mình sẽ up lên driver hoặc cái gì đấy, mình sẽ lấy link cho các bạn để các bạn tải về. Đây là phần mềm mình đã chạy rồi. Đây, khi ổ đĩa nhận đây, nó sẽ mở, các bạn mở folder ra. Nó sẽ có thư mục LED fan như này. Đấy, trong đây là các cái thư mục LED fan, các bạn sẽ copy cái này ra. Copy cái này vào máy tính của mình. Đấy, ví dụ như đây. Thì tôi đã copy sẵn đây rồi, các bạn copy từ ổ đĩa ra. Sau đó thì các bạn mở cái thư mục lên, chạy cái file LED fan.mega. Thì nó sẽ chạy hiển thị ra một cái màn hình như này. Đây là những cái ký tự mà mình đã tạo sẵn đây rồi. Đấy, các bạn có thể viết chọn ký tự. Đây thì mình ở đây mình sử dụng 11 LED thì mình có thể chọn loại đây, mình ở đây mình sử dụng 11 LED, mình sẽ chọn 11 LED ở đây. Còn lại các thông số khác các bạn có thể giữ nguyên hoặc các bạn có thể chọn phông ở đây. Nếu các bạn muốn thay đổi phông thì các bạn chọn Simden phông này. Sau đó chọn các loại phông, ví dụ đây. Đấy, rất nhiều phông. Các bạn có thể chọn ngôn ngữ ở đây cũng được. Đấy thì nó phần mềm mà nó khác một chút là nó sẽ có cho các bạn viết chữ ở đây. Ở dưới này nó sẽ có là cái bảng ký tự, các bạn có thể nhập trực tiếp trên đây cũng được hoặc nhập từ bàn phím. Đây có một vài ký tự các bạn thể nhập trực tiếp đây. Đấy. Cái này nó có một cái hay là các bạn khi mà các bạn nhấn vào cái nút bên cạnh này, chỗ này. Đấy. Thì nó sẽ cho các bạn vẽ tùy thích. Nhưng các bạn bình thường thì đây, khi một dòng mới nó sẽ các bạn bấm vào đây nó sẽ không hiện ra cái gì cả. Thì lúc đấy mình sẽ dùng ký tự trắng. Đấy, cái space ấy kéo hết ra. Các bạn thích vẽ gì ở đây thì vẽ. Đấy, ví dụ như này, đấy, thích vẽ gì ngoạch ngoạc thì ở đây vẽ được. Tha hồ các bạn trổ tài hội họa. Đấy. Mình xóa đi. Đấy, còn đây là chọn các vị trí xuất. Đây là lúc đầu vào open này. Nó sẽ hiển thị ra như thế nào và nó sẽ đóng như thế nào. Đây, các bạn có thể chọn đây. Rất nhiều các cái kiểu định dạng. Đấy. Các bạn có thể xem trước. Nhấn start để xem trước. Nhấn stop để dừng xem. Đấy. Bây giờ thì sẽ cắm cáp. Đây. Cáp ở đây nó đi kèm theo đủ bộ phụ kiện đấy các bạn. Đây, khi chưa cắm cáp thì nó sẽ hiện ở cái góc này. Chưa kết nối. Bây giờ mình sẽ cắm cáp vào. Đấy, nó sẽ hiện là đã kết nối cáp. Thì các bạn có thể lạp. Các bạn lạp xuống bằng nút sen. Đấy, thế là được. Thử luôn. Đấy, khá là ok. Đấy. Thì cái còn đấy tương tự thì cái này là dùng pin đây, dùng ba cọc pin pin tiểu loại nhỏ loại A. Còn đây là dùng chân USB, các bạn có thể cắm trực tiếp vào máy tính hoặc dùng các cái đầu đầu của sạc điện thoại
hoặc là pin dự phòng đều được. Sau đây thì mình sẽ tắt đèn và chạy thử. Mình đã lạp sẵn cốt cho hai con này rồi. Đây các bạn thấy đèn rất là sáng. Rất là hay. Còn thể thao sáng tạo các cái dòng chữ gửi gắm đến người yêu hoặc là bồ chẳng hạn cũng được. Đấy. Thế video của mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.